nước Đức đều đứng đối mặt với làn sóng phá sản chưa từng có. Nga tuyên bố chặn loạt tên lửa Ukraine phóng vào vùng biên giới Kherson. Nga có thể sẽ ra tay đánh úp khi Ukraine đang kiệt sức. Báo Mỹ nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến mới với phương Tây. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ phá sản đối với các công ty ở Đức đã tăng 12,3% vào tháng 12 năm 2023. Theo ấn phẩm Handelsblatt của Đức, số vụ phá sản trong nước bắt đầu ghi nhận gia tăng đáng kể vào tháng 10 năm 2023. Các số liệu thống kê được trích dẫn trong bài viết cho thấy tình trạng tồi tệ của nền kinh tế Đức vốn một thời gian theo nhận xét dường như không thể bị phá hủy. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2023, 1.481 hồ sơ phá sản doanh nghiệp đã được nộp ở Đức. Các nhà báo lưu ý rằng so với mùa thu năm 2022, con số này tăng tới 19%. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả tin xấu. Theo báo chí Đức, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, số doanh nghiệp phá sản ở nước này tăng 24,1% và lên tới 14.751 vụ. Không cần phải là một nhà kinh tế thiên tài mới hiểu được sự thật đơn giản. Số vụ phá sản như vậy có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Đức. Các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sẽ không nộp thuế vào ngân sách. Đồng thời, đội quân thất nghiệp do các công ty phá sản hàng loạt sẽ yêu cầu kho bạc bổ sung chi phí dưới hình thức chi trả trợ cấp xã hội. Nguyên nhân gây ra sự phá sản hàng loạt đối với doanh nghiệp Đức được cho là bắt nguồn từ các biện pháp trừng phạt chống Nga do chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz tiến hành sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vì các biện pháp hạn chế, Đức đã mất nguồn cung khí đốt giá rẻ của Nga, từ đó dẫn đến chi phí sản xuất của hầu hết các loại sản phẩm đều tăng rất mạnh. Bên cạnh đó cũng phải nói đến thực tế là việc hỗ trợ chính quyền Ukraine đang đặt ra gánh nặng lớn lên ngân sách Đức. Berlin phải phân bổ số tiền khổng lồ để mua vũ khí cho Ukraine và buộc phải tăng chi tiêu quốc phòng của mình. Mới đây, chuyên gia người Đức Gabor Steningrad cho rằng Đức sẽ là quốc gia bên ngoài chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc xung đột với Nga. Ông Gabor Steningrad nói, Đức là một quốc gia ít được bảo vệ và tôn trọng vì cuộc chiến Nga-Ukraine khiến Berlin trở thành bên tổn thất nặng nề nhất trong cuộc xung đột này, không tính Kiev. Vị chuyên gia này cho biết thêm, đất nước chúng tôi mất đi an ninh, thịnh vượng và danh tiếng sau cuộc xung đột quân sự này. Cũng theo ông Steningrad, Đức đã đánh mất mặt sân Đông Âu từ Nga, nước từng có khối lượng thương mại trên 80 tỷ euro với Đức trước khi xung đột xảy ra. Bên cạnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng không phải là điểm báo tốt cho ngành xuất khẩu của Đức. Ông Geningrad lưu ý thêm vai trò bảo vệ Mỹ đối với Đức, từng là nền tảng an ninh sau Thế chiến II, đang ngày càng suy yếu. Ông nói, Đức phải làm quen với một cuộc sống luôn diễn ra bên cạnh Nga mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Về vấn đề này, ông Steningrad kêu gọi chính quyền Đức xem xét lại chính sách đối ngoại của mình bằng cách đưa yếu tố ngoại giao vào đó. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Berlin Telegraph tháng trước, đại sứ Nga tại Berlin Sergei Nechayev cho biết các doanh nghiệp Đức mong muốn khôi phục quan hệ kinh tế với Nga, trong khi nhiều người dân Đức cũng mong muốn bình thường hóa quan hệ song phương. Ông Nechayev cũng cho rằng Nga vẫn có nhiều bạn bè ở Đức. Điều này được thể hiện bởi thực tế Nga chưa từng làm điều gì có hại cho nước Đức. Nhà ngoại giao Nga lưu ý, cả hai quốc gia đều cùng trải qua một chặng đường lịch sử lâu dài và việc cố gắng xóa bỏ ký ức chung đó khỏi tâm trí người dân là không hiệu quả. Trong những tháng gần đây, các khu vực biên giới của Nga thường xuyên trở thành mục tiêu bị tấn công bằng pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái từ phía Ukraine, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Sáng sớm ngày 15 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokau tấn công vùng Kherson trong đêm. Theo hãng tin RT, tên lửa Tokau có từ thời Liên Xô cũ, tầm bắn tối đa 120 km và mang theo đầu đạn nặng 500 kg. Thống đốc vùng Kherson của Nga, ông Roman Starovo, cho biết các tên lửa Ukraine phóng đi đã bắn hạ ở quận Vatek, cách thành phố Kherson khoảng 40 km về phía bắc. Thông tin chi tiết về thương vong trong vụ tấn công không được công bố. Một số kênh Telegram địa phương cũng đăng tải video về một loạt vụ nổ ở xa. Một đoạn clip khác cho thấy một tia sáng chói trên bầu trời đêm rồi tắt dần sau một lúc. Kênh Telegram Sot dẫn lời các nhân chứng cho biết một số mảnh đạn pháo rơi gần một trường học ở Kherson. Cuối tháng 12 năm ngoái, thành phố Belgorod của Nga đã bị pháo kích quy mô lớn, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Nga sau đó trả đũa bằng cách tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và trung tâm ra quyết định của Ukraine.
Hôm 9 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo quân đội Nga sẽ làm mọi cách có thể để loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Ukraine. Đồng thời, ông cũng cáo buộc các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các cơ sở dân sự của Nga được thực hiện bằng vũ khí do phương Tây sản xuất. Ngày 14 tháng 1, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới trong những tuần tới khi mặt đất ở miền Nam và miền Đông Ukraine đóng băng. Theo ISW, nhiều nguồn tin của Nga tiết lộ quân đội nước này sẽ tiến hành một nỗ lực tấn công lớn ở Ukraine. Một số nguồn tin ước tính rằng cuộc tấn công có thể bắt đầu vào khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, sau khi mặt đất đóng băng và Ukraine ngày càng kiệt sức trong việc bảo vệ vị trí của mình. Điều đặc biệt là, mặc dù số lượng nhân sự ở tiền tuyến cho phép Nga tiến hành các hoạt động cục bộ, nhưng các nguồn tin không cho rằng quân đội Nga có thể hỗ trợ những đột phá có ý nghĩa về mặt hoạt động. Các hoạt động trên mặt đất của Nga, Ukraine dường như đang bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết lạnh. Lực lượng Kiev ở các khu vực phía nam nước này cũng báo cáo rằng hàng không Nga không thể hoạt động trong khu vực do thời tiết băng giá. Trước đây, ISW đánh giá rằng điều kiện đóng băng có thể hạn chế các hoạt động dọc theo mặt trận. Quân đội Nga có thể sẽ cố gắng hoặc duy trì tăng cường các hoạt động tấn công cục bộ trên khắp miền đông Ukraine nhằm giành và duy trì thế chủ động, ngay cả khi thời tiết mùa đông kém thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ISW cũng đánh giá rằng Nga sẽ không thể tạo ra những đột phá đáng kể về mặt hoạt động. Ngoài ra, ISW cũng đưa tin Ủy ban điều tra Nga sẽ chính thức mở cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi một nhà kho ở Saint Petersburg vào ngày 13 tháng 1, thuộc một trong những cửa hàng trực tuyến lớn nhất của Nga, Wildberries. Vụ hỏa hoạn được cho là đã ảnh hưởng đến ít nhất 72.000 m2 tài sản. Các nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga nói với hãng truyền thông RBC của Nga rằng đốt phá là một trong những nguyên nhân có thể xảy ra và một cuộc điều tra đã bắt đầu về nguyên nhân ngọn lửa bắt đầu. Một số nguồn tin khác cũng cho biết thiệt hại từ vụ cháy có thể vượt quá 11 tỷ rúp, tương đương 125 triệu đô la Mỹ. Hãi thiết giáp M2 Bradley Ukraine đã phối hợp bắn hỏng tháp pháo xe tăng T-90 hiện đại nhất trong biên chế của Nga ở ngoại đô thành phố Avdiivka. Theo đó, video do máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ ghi lại cho thấy cảnh hai thiết giáp M2 Bradley của Ukraine giao chiến với một xe tăng T-90M Proviv hiện đại nhất của lực lượng Nga. Xe tăng Nga nã pháo trước, song bắn trượt thiết giáp Ukraine. Tận dụng lợi thế cơ động, hai chiếc M2 Ukraine phối hợp xạ đạn pháo 25mm vào chiếc T-90, dường như nhằm vào khớp nối giữa tháp pháo và thân xe. Đây là vị trí được đánh giá là điểm yếu nhất trên bất cứ loại xe tăng nào. Chỉ sau vài phút giao chiến, tháp pháo của chiếc T-90 dường như bị bắn hỏng bốc cháy và quay nhiều vòng trong trạng thái mất kiểm soát. Còn xe tăng lao vào một gốc cây, hiện chưa rõ tình trạng của kíp lái xe tăng sau trận giao chiến. Theo truyền thông Ukraine đưa tin, trận đánh này diễn ra ở Stepovove, ngôi làng nằm sát thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Những chiếc M2 tham gia trận đánh có thể thuộc biên chế lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine, đơn vị duy nhất được trang bị mẫu thiết giáp do Mỹ viện trợ và đang phòng thủ tại Avdiivka. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gần 200 xe chiến đấu bộ binh Bradley nhằm tăng cường cho chiến dịch phản công chống lại Nga của Kiev. Xe Bradley đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật đột kích nhanh của Ukraine. Tuy nhiên, trong số đó, ít nhất 31 chiếc đã bị lực lượng Nga phá hủy hoặc tịch thu. Dù vậy, các binh sĩ Ukraine vẫn khẳng định binh sĩ Nga sợ đối mặt với M2, đồng thời ca ngợi độ cơ động và pháo của mẫu thiết giáp này. Kể từ năm 2014, quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều lô cốt, công sự, biến thành phố Avdiivka thành pháo đài sát thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Lực lượng Nga đang mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Avdiivka và đã bao vây ba mặt thành phố, khiến Ukraine chỉ còn đường tiếp tế từ phía Tây. Nếu kiểm soát được Avdiivka, quân đội Nga có thể mở rộng thêm 50-60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Moscow dường như đang chuẩn bị chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ hoặc châu Âu nhằm tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng trị giá 300 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine. Theo Bloomberg đưa tin, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở phương Tây đã bị đóng băng để đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga nhằm mục đích gây áp lực buộc chính quyền Moscow phải ngừng chiến và cũng là để hỗ trợ Kiev. Mỹ đã đưa ra những đề xuất về cơ sở pháp lý mới nhằm cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga
và chuyển cho Ukraine, nhưng sẽ cần có sự tham gia từ các đồng minh của Mỹ trong nhóm G7 để có tác động thực sự. Bởi phần lớn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị G7 và EU đóng băng đều do EU nắm giữ khoảng 260 tỷ euro, tương đương 285 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa ở các nước G7, EU và Australia vào năm ngoái. Đề xuất trên cũng sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật đưa ra vào năm ngoái, được gọi là đạo luật REPO, cho phép Tổng thống có thẩm quyền tiến hành tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. Dự luật quy định Tổng thống có thể tịch thu bất kỳ tài sản thuộc chủ quyền nào của Nga ở Mỹ, và việc tịch thu này sẽ không phải chịu sự xem xét tư pháp, nghĩa là chủ sở hữu của tài sản bị tịch thu tài sản không thể khởi kiện tại tòa nếu thực tế bị như vậy. Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, phía Nga đã thuê các công ty luật quốc tế và ủy quyền cho các chuyên gia quan sát để bảo vệ lợi ích của mình trước tòa. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina gọi khả năng đóng băng tài sản là một tín hiệu rất tiêu cực đối với tất cả các ngân hàng trung ương. Hôm 11 tháng 1, Điện Kremlin đã cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây áp lực ép các nước châu Âu tịch thu bất hợp pháp tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. Theo hãng thông tấn RIA, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận sau khi truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Biden đang cân nhắc một dự luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. RIA dẫn lời ông Peskov nói, ở đây đang có một tình huống rất nghịch lý vì phần lớn tài sản của chúng tôi nằm ở châu Âu chứ không phải ở Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, Moscow chưa được thông báo bất kỳ động thái mới nào liên quan tới diễn biến này và châu Âu sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý không thể tránh khỏi nếu nhượng bộ trước áp lực của Mỹ. Ông Peskov cũng cho biết Moscow đã có danh sách tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác sẽ bị tịch thu nếu các nước phương Tây thúc đẩy kế hoạch tịch thu tài sản của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng bất kỳ động thái nào như vậy của phương Tây sẽ bị xem là trộm cắp, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các nguồn tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Theo giới quan sát, trong khi các nước phương Tây tỏ ra quyết tâm vượt qua những trở ngại để cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, thì việc tịch thu tài sản của Nga có thể là một liều thuốc đắng khó nuốt trôi. Suốt gần 2 năm qua, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra về việc phải làm gì với số tiền 300 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng của Nga. Các nước G7 đồng ý rằng số tiền này không thể quay trở lại Nga cho đến khi Moscow đưa ra các khoản bồi thường cho Ukraine. Như vậy, số tiền này sẽ bị đóng băng cho đến khi xung đột kết thúc. Tương tự hầu hết các cuộc xung đột trước này, một mặt, cách tiếp cận này hạn chế số tiền dành cho bên khởi xướng cuộc chiến, tạo ra lợi thế thương lượng cho các cuộc đàm phán và đơn giản hóa vấn đề về bồi thường. Tuy nhiên, Kiev lại đang yêu cầu chuyển số tiền bị đóng băng này ngay bây giờ để nước này có thể mua vũ khí và hỗ trợ nền kinh tế của họ. Mỹ dường như đứng về phía Ukraine, nhưng thực tế là hầu như không có tài sản nào của Nga được giữ trên đất Mỹ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người ủng hộ tích cực nhất cho đề xuất tịch thu lại là các quốc gia không có nhiều tài sản của Nga, cùng với Mỹ, đó là Anh, các nước vùng Baltic và các quốc gia Trung Âu. Trong khi đó, Bỉ, Pháp, Đức cũng như Liên minh châu Âu EU nói chung tỏ ra thận trọng hơn. Họ lo ngại về xu hướng các nhà đầu tư sẽ rút tài sản khỏi châu Âu và các biện pháp trả đũa từ Nga, đặc biệt là việc quốc hữu hóa các tài sản còn lại do các công ty châu Âu và nhà đầu tư ở Nga nắm giữ. Bỉ, quốc gia đã bắt đầu nhiệm kỳ 6 tháng, Chủ tịch Hội đồng EU vào đầu năm nay cũng lo ngại về sự suy yếu vị thế của đồng euro trên thị trường tài chính, khi hơn 80% khối tài sản bị đóng băng của Nga là ở châu Âu và khoảng 190 tỷ euro với các tổ chức của Bỉ. Tuy nhiên, việc các quốc gia thành viên phải trả nhiều tiền hơn cho ngân sách EU để phục vụ xung đột và có khả năng phải tăng thuế để bù đắp khoản này cũng gây tâm lý xáo trộn đối với người dân châu Âu. Liên minh cầm quyền ở Bỉ đang phải đối mặt trước sức ép từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Flemish, những người phản đối cả việc tăng thuế và bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào cho Ukraine. Có khả năng Mỹ sẽ cố gắng thông qua một biện pháp thỏa hiệp, chẳng hạn như đánh thuế 100% thu nhập từ những tài sản này. Nhưng chức vụ Chủ tịch EU của Bỉ đang làm giảm đáng kể khả năng thực hiện bất kỳ bước đi triệt để nào trước mắt. Cuộc thảo luận căng thẳng nhất về vấn đề này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 tới, khi các nước EU và G7 gặp nhau để tìm cách hỗ trợ Ukraine. Ngày 15 tháng 1, cảnh sát London cho biết 6 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt chỉ vài giờ trước khi họ thực hiện kế hoạch làm gián đoạn sở giao dịch chứng khoán London khi sàn mở cửa.
Theo Forbes đưa tin, cảnh sát đã nhận được tin báo từ một phóng viên của Daily Express. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi vị phóng viên chìm thâm nhập một nhóm có tên gọi là Hành động Palestine. Phóng viên chìm đã báo cho cảnh sát hôm 12 tháng 1 rằng nhóm Hành động Palestine sẽ nhắm vào sàn giao dịch chứng khoán vào ngày 15 tháng 1. 6 nghi phạm đã bị bắt tại London, Liverpool và Brighton hôm 14 tháng 1 vì âm mưu gây thiệt hại hình sự. Tất cả vẫn bị cảnh sát giam giữ. Theo thông tin từ tránh thanh tra cảnh sát Sian Thomas, nhóm Hành động Palestine đã sẵn sàng thực hiện một hành động gây rối và gây thiệt hại, đồng thời cảm ơn Daily Express đã trợ giúp điều tra. Cảnh sát London cho biết nhóm này đã lên kế hoạch khóa chặt tòa nhà trụ sở giao dịch chứng khoán, trong khi bài báo tờ Daily Express viết họ chuẩn bị phát tán tiền giả bằng súng bắn tiền và bình xịt cứu hỏa. Các vụ bắt giữ ở Anh trùng với ngày thứ 100 của cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Cột mốc quan trọng này được đánh dấu bằng nhiều cuộc biểu tình trên khắp thế giới. Tại Washington DC, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng và trên các đường phố ở trung tâm thủ đô nước Mỹ, lên án sự hỗ trợ của Mỹ đối với cuộc chiến khiến khoảng 23.800 người Palestine thiệt mạng, theo ước tính gần đây nhất của cơ quan y tế Palestine. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra vào cuối tuần qua ở Paris, London và Kuala Lumpur. Trong khi đó, ở Israel, ước tính có khoảng 120.000 người biểu tình đã chặn xa lộ Ayalon để chỉ trích việc chính phủ không đưa được toàn bộ con tin bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 về nhà. Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu dường như đang trở thành đích ngắm của Mỹ. Chức năng của các tuyến thương mại nối châu Á và châu Âu trong những biến động toàn cầu là một yếu tố thiết yếu để duy trì ít nhất là sự ổn định và an ninh tương đối trên lục địa rộng lớn. Đây là điều mà Hoa Kỳ đang cố gắng thay đổi. Theo giới chuyên gia nhận xét, tình trạng hỗn loạn hiện tại đang thúc đẩy những quốc gia quan tâm đến hợp tác cùng có lợi phải xem xét lại những mối quan hệ cũ và tìm ra tuyến đường hậu cần mới mà những đối thủ không thể gây ảnh hưởng lớn. Thời gian gần đây, mối liên kết thương mại ổn định nhất giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc có được là nhờ Nga. Bắc Kinh đang tích cực sử dụng hành lang phía Bắc xuyên qua lãnh thổ Liên bang Nga. Tuy nhiên, Washington đã gây áp lực lên châu Âu, khiến EU bắt đầu tham gia vào các hoạt động cản trở tuyến thương mại nói trên, bất chấp sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho chính họ, Moscow cũng như Bắc Kinh. Ngoài ra, một tuyến đường khác mà Trung Quốc tích cực sử dụng gọi là hành lang giữa, nó chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Azerbaijan, biển Caspian và Kazakhstan. Đây là lý do tại sao từ lâu Washington đã cố gắng gây ảnh hưởng lên Georgia. Nỗ lực thực hiện điều này dưới thời Tổng thống Mikhail Saakashvili đã thất bại, nhưng sẽ còn những nỗ lực khác. Tbilisi là mắt xích yếu nhất trong hành lang giữa được đề cập và việc di chuyển của luồng hàng hóa có thể bị chặn. Đối diện với vấn đề này, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng bằng mọi cách có thể khôi phục hành lang Zangezu đi qua Georgia để không bị mất thu nhập từ thương mại. Hành lang Zangezu đi qua vùng Siunik của Armenia, bởi vậy các bên quan tâm dự báo sẽ có tác động đến chính quyền Yerevan. Xét đến điều này, Washington trở nên quan tâm đến cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan, cố gắng gây ảnh hưởng đến Yerevan và Baku, cũng như đẩy Moscow khỏi khu vực. Thế nhưng Mỹ khó có thể thành công với Azerbaijan do Baku đang nằm trong tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến đường này cũng không mang lại nhiều lợi nhuận cho Nga vì nó sẽ làm mất đi lưu lượng hàng hóa và một phần ảnh hưởng ở Trans-Caucasus và Trung Á. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực Trans-Caucasus vào tháng 2 năm 2023. Washington đã tạo ra nền tảng ngoại giao C5+1 như một phương tiện để gây ảnh hưởng đến Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan. Ngày 15 tháng 1, Cố vấn Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Tiểu ban các hoạt động liên quan đến thể thao, Pimon Srivikon cho biết, trong cuộc họp vừa qua, các thành viên Tiểu ban đã quyết định thúc đẩy Muay Thái trở thành một trong những công cụ quyền lực mềm của quốc gia. Nhằm đạt được mục tiêu này, Thái Lan dự định cấp visa du lịch đặc biệt, cho phép người nước ngoài ở lại 90 ngày để học Muay Thái. Với visa du lịch hiện nay, du khách chỉ có thể ở lại Thái Lan 60 ngày. Ông Pimon không cho biết thời điểm chính sách visa mới được áp dụng. Giới chức Thái Lan sẽ thiết lập tiêu chuẩn cần đạt được đối với các phòng tập và chứng nhận cho huấn luyện viên Muay Thái. Nước này cũng lập website Now Muay Thái giúp người nước ngoài quan tâm môn võ này có thể lựa chọn các khóa học phù hợp trên toàn quốc. Các huấn luyện viên Muay Thái cũng sẽ được chính phủ hỗ trợ nếu muốn giảng dạy ở nước ngoài. Kế hoạch này đã nhận được phản hồi tích cực của nhiều công dân Thái Lan. Nhiều người khen đây là ý tưởng giúp thúc đẩy du lịch và văn hóa Thái mà không tiêu tốn thêm phí quảng bá. Trong khi đó, cũng có những người không đồng ý và cho rằng chính quyền nên tập trung vào một số yếu tố của quyền lực mềm trước khi chuyển sang yếu tố kế tiếp, thay vì tìm cách quảng bá nhiều yếu tố cùng lúc. Tính đến tháng 4 năm 2023, có khoảng 4.000 trung tâm đào tạo Muay Thái trên thế giới và có khoảng 60.000 đến 70.000 người nước ngoài đến Thái Lan để học môn võ này. Nhiều võ sĩ Muay Thái thi đấu tại Thái Lan cũng là người nước ngoài.
Năm ngoái, người phụ nữ tên Li Zhenxiang, 35 tuổi, đã đạp xe hơn 2.400 km từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đến Chiang Mai, Thái Lan để học võ. Thậm chí, võ sĩ Muay Thái nổi tiếng là Buaka Banchamek đã đích thân hướng dẫn cô. Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, ngành chiếm 18% tổng sản phẩm quốc nội. Nước này đã làm mọi cách để vực dậy các doanh nghiệp liên quan đến du lịch sau đại dịch COVID-19, trong đó có việc miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc. Nhờ các chính sách của chính phủ, Thái Lan đã đón 28 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2023, đạt mục tiêu 25 triệu đến 28 triệu lượt khách đặt ra hồi đầu năm. Năm thị trường khách hàng đầu tiên của Thái Lan là Malaysia 4,4 triệu lượt, Trung Quốc 3,4 triệu lượt, Hàn Quốc 1,6 triệu lượt, Ấn Độ 1,5 triệu lượt và Nga 1,4 triệu lượt. Tuy nhiên, con số 28 triệu vẫn thấp hơn nhiều so với con số 39 triệu khách du lịch nước ngoài mà Thái Lan đón vào năm 2019, giai đoạn trước dịch COVID.